9 bí mật của địch nữ Nhật Ba khiến ta phải ngưỡng mộ. Thứ nhất, địch nữ Nhật Ba thông thạo nhiều thứ tiếng. Là người gốc Tân Cương, nữ diễn viên địch nữ Nhật Ba tất nhiên thông thạo thứ tiếng này. Bật mí là cái tên của cô mang ý nghĩa người đẹp dịu dàng hay người đẹp của lòng tôi trong thổ ngữ địa phương. Ngoài ra cô còn nói được một chút tiếng Hàn và tiếng Thái. Thứ hai, mê nghệ thuật từ nhỏ. Khi còn bé, địch nữ Nhật Ba đã nằng nặc xin bố mẹ được học đủ bộ môn nghệ thuật khác nhau, trong đó có piano, vũ đạo, violon, guitar. Có thể thấy cô bé này đã quyết chí đi theo con đường nghệ thuật từ khi còn nhỏ. Thứ ba, rất sợ nước. Nhưng luôn dũng cảm đối mặt với những cảnh quay liên quan đến nước, lý do vì nữ diễn viên từng có một lần gần chết đuối khi nhỏ. Thứ tư, từng thành công ở lĩnh vực khác. Trước khi thành công ở cương vị với một diễn viên, địch nữ Nhật Ba từng là nhân viên bán hàng ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm. Có vẻ ngoài lanh lợi và xinh đẹp, cô cũng đạt được kết quả tốt ở cương vị này. Cô thậm chí từng đạt giải thưởng mang về doanh số tốt nhất cho công ty của mình. Thứ năm, sống không cầu kỳ, chỉ cần vali cá nhân. Nữ diễn viên từng tiết lộ trong một chương trình truyền hình, từ khi bắt đầu đi làm năm 18 tuổi, cô toàn sống trong khách sạn. Do lịch quay dày đặc di chuyển một phim trường này đến bối cảnh khác, nên địch nữ Nhật Ba ở khách sạn liên tục. Cô trở nên rất chuyên nghiệp trong khâu đóng và giữ hành lý, chỉ mang theo những gì vật dụng cần thiết mà thôi. Thứ 6. Cảm thấy bị áp lực khi trở thành một trong những nữ diễn viên hàng đầu Trung Quốc. Từ khi bộ phim Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa lên sóng vào năm 2017 cùng với Dương Mịch, địch nữ Nhật Ba gia nhập đội ngũ các nữ diễn viên hạng A của làng giải trí Hoa ngữ. Cô liên tục xuất hiện trong bảng xếp hạng các ngôi sao hot nhất trên mạng. Đối với nhiều người khác đây là thành quả vui mừng, nhưng đối với riêng địch nữ Nhật Ba thì đây là vấn đề đau đầu. Cô cảm thấy mình phải cố gắng thêm nhiều nữa để xứng đáng với danh hiệu này. Đặc biệt cô cho biết mình dễ tủi thân khi đọc những bình luận khắt khe trên mạng. Thứ 7, địch nữ Nhật Ba không có trợ lý cá nhân. Cũng trên một talk show khác, nữ diễn viên cho biết mình không có trợ lý cá nhân. Cô tự tay xử lý hoàn toàn những việc vặt vãnh hàng ngày. Là diễn viên hạng A nhưng cô vẫn tự giặt đồ, tự mua đồ, tự gọi taxi để di chuyển đến phim trường. Những người trợ lý vây quanh nữ diễn viên trong các tấm ảnh hậu trường hầu hết chỉ là stylist và chuyên gia trang điểm, chứ không phải trợ lý cá nhân. Thứ 8, gặp khó khăn trong khâu chọn phim. Nhiều người cho rằng địch nữ Nhật Ba có hàng tá kịch bản để lựa chọn sau khi đã nổi tiếng với vai Phượng Cửu và đạt giải năm 2018. Tuy nhiên, nữ diễn viên phủ nhận, cô cho biết rằng hậu Tam Sinh Tam Thế cô thậm chí không nhận được kịch bản mới nào trong suốt 8 tháng. Lý do vì vẻ ngoài của cô khá đặc trưng, khó để cô chọn một hình tượng nhân vật phù hợp với vẻ bề ngoài của mình. Thứ 9, địch nữ Nhật Ba từng tự tặng bản thân một chiếc áo cưới. Địch nữ Nhật Ba từng quay một show truyền hình du lịch, cô có dịp đến thăm bờ biển Aquen ở Hy Lạp. Nhân cơ hội này, nữ diễn viên đã chụp loạt ảnh với một chiếc áo cưới trắng tinh khôi. Không phải nữ diễn viên này sắp làm đám cưới đâu. Được biết đây là chiếc áo cưới cô tự tặng bản thân như một kỷ vật cho năm 27 tuổi. Chiếc áo cưới là kỷ niệm giúp cô nhớ về những hoài bão của tuổi trẻ, nhắc nhở bản thân luôn mạnh mẽ và quyết tâm theo đuổi giấc mơ của mình. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!